Rồi, trận đấu kế tiếp của bảng LN sẽ là trận đấu giữa Hùng Vương và Zép Cảnh Long. Hùng Vương ở phía bên tay phải của mọi người và Zép Cảnh Long ở phía bên tay trái của mọi người ạ. Wow. Hùng Vương mặc cái bộ này rất là sexy luôn ạ. Wow. Wow, lộ hàng luôn ạ. Lại nhảy lên lộ hàng luôn. Đấy, lại nhảy này. Đấy. Đấy, tôi gì là tôi thấy mà. Zép Cảnh Long đã bị dính hôn mê, là bị hút hết cây nộ của mình rồi à, chuẩn bị tung ra cái cáp mô công. Một cái chân dớ rồi à. Đã tỉnh. À không, không phải chân dớ, cái đó xin lỗi. À anh khí, sorry mọi người. Một cái chân liên đến từ vị trí của Hùng Vương rồi à. Đã bị dính chân vớt rồi, có thể thì chắc chắn là Hùng Vương sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Xin chúc mừng Hùng Vương đã ghi thêm được 3 điểm cho mình, nâng tổng số điểm tích lũy lên là 6 điểm.